Đố anh em biết hạt vừng đen xì sau khi ép ra dầu sẽ trông như thế nào? Nghe giang hồ đồn ửng đen cũng có tác dụng bổ ích can thận, dưỡng huyết, cũng là loại hạt rất tốt tăng cường sinh lý cho nam giới đấy anh em ạ. Như anh em thấy trên màn hình đó, có hôm em đang lang thang trên mạng nghe có một người hỏi một người khác là khi nào bán được 1 tỷ gói mè mà thì em cười xìu. Bác nào bán mè rồi có thể nói cho thằng em nghe với được không ạ? À? Ha ha. Nếu là em sẽ trả lời ngay trong một nửa nốt nhạc là em cũng chịu. Em mà có 1 tỷ gói mè thì em đem ép dầu bán hết lâu rồi nhé, hi hi. À, quay đề chính, anh em thấy vừng đen ép ra dầu và bã đều đen xì như than thế kia thì khi lọc ra màu dầu nó sẽ như thế nào, hay vẫn đen xì thì em chuẩn bị tiết lộ ngay đây. Và đâu là thành quả lao động sau khi ép rồi lọc vừng đen? Như anh em thấy đấy mà, vàng nâu rất trong, rất đẹp và sánh hơn hết cả là đảm bảo dinh dưỡng cho sức khỏe. Anh em lại cho em xin một tim và một follow nhé, cảm ơn nhiều ạ. À.